Đức Phật dạy, đáng được làm gương để tu tập. Lợi ích người có tịnh tín, lợi ích sống có mục đích, sống đồng đều mỗi chỗ. Đáng được làm gương để tu tập. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo trú tại chỗ trở thành đáng được làm gương để tu tập. Thế nào là năm? Đầy đủ về uy nghi, đầy đủ về trách nhiệm. Nghe nhiều, thọ trì điều được nghe. Biết sống đoạn giảm, ưa thích thiền tịnh. Lời nói hiền thiện, là người nói lời hiền thiện. Có trí tuệ, không đần độn, câm điếc. Thành tựu năm pháp này. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo trú tại chỗ trở thành đáng được làm gương để tu tập. Lợi ích người có tịnh tín, có năm lợi ích này. Này các tỳ kheo, cho người có tịnh tín. Thế nào là năm? Tự mình không chỉ trích mình, bậc có trí sau khi suy xét tán thán. Tiếng lành đồn xa, khi mạng chung tâm không mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Này các tỳ kheo, có năm lợi ích này cho người có tịnh tín. Chi pháp khác, có năm lợi ích này. Này các tỳ kheo, cho người có tịnh tín. Thế nào là năm? Những tư tưởng bất tín được tịnh tín, những tư tưởng tịnh tín được tăng trưởng. Lời dạy của bậc đạo sư được làm theo, thế hệ tiếp bắt chước theo tri kiến. Tâm được tịnh tín, lợi ích sống đồng đều mỗi chỗ. Này các tỳ kheo, có năm lợi ích này cho người sống có mục đích. Thế nào là năm? Nghe điều chưa được nghe, làm cho thanh tịnh điều đã được nghe. Không có sợ hãi một phần điều đã được nghe. Không cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng. Có bạn bè. Này các tỳ kheo, có năm lợi ích này cho người sống có mục đích. Có năm lợi ích này. Này các tỳ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ, thế nào là năm? Đồ dùng không nhiều, không cất chứa nhiều đồ dùng. Dược phẩm không nhiều, không cất chứa nhiều dược phẩm. Không có nhiều việc làm, không nhiều công việc phải làm. Khéo léo trong những công việc phải làm. Không sống lẫn lộn với gia chủ và xuất gia. Không tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ. Và khi ra đi bỏ chú xứ ấy, ra đi không với sự luyến tiếc. Này các tỳ kheo, đó là năm lợi ích nếu sống đồng đều tại một chỗ. Chi pháp khác, có năm lợi ích này. Này các tỳ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ, thế nào là năm? Không san tham đối với chú xứ, không san tham đối với gia đình, không san tham đối với đồ được cúng dường, không san tham đối với công đức, không san tham đối với pháp. Có năm lợi ích này. Này các tỳ kheo, nếu sống đồng đều tại một chỗ. Trích Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương năm pháp.